Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang Giới thiệu tác phẩm Chỉ nói niệm Phật Nguyên tác Pháp sư Tình Tông Người dịch Diệu Nguyên, Diệu Khuyên Hiệu Đính, Đình Huệ Nhà xuất bản Hồng Đức Lời giới thiệu Trong quán kinh sớ tiền đạo Đại sư Toàn tập Trang 157 Đại sứ thiện đạo nói Muốn xả bỏ được thân sanh tử ở ta bà này Tám khổ, năm khổ, ba ác đạo khổ Người nghe pháp môn tịnh độ này liền tin Chẳng tiếc thân mạng Thì chúng ta hãy mau mau nói cho người ấy nghe pháp môn này Nếu được một người xả bỏ khổ ra khỏi sanh tử Đây gọi là thật sự báo ân Phật Vì sao các Đức Phật xuất hiện ở thế gian Dùng các phương tiện để khuyến hóa Chẳng phải chỉ muốn chúng ta bỏ ác tu thiền Để được niềm vui ở cõi trời, cõi người Bởi vì niềm vui ở cõi trời, cõi người Thoáng qua như ánh chớp Chốc lát liền tan biến Trở lại ba đường ác, chịu khổ lâu dài Vì nhân duyên này, Đức Phật chỉ khuyên chúng ta Cầu sanh tịnh độ, hướng đến vô thượng Bồ Đề Hiện nay, nếu chúng ta là người hữu duyên được nghe lời khuyên bảo này mà phát tâm nguyện sanh tịnh độ, tức là xứng hợp với bản nguyện của Phật. Nếu người nghe nói pháp môn tịnh độ, nghe như không nghe, thấy như không thấy, thì biết người này mới từ ba đường ác, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục tới, tội chứng chưa hết. Vì thế không tin pháp môn này. Phật nói, ta nói người này chưa thể được giải thoát. Nếu người nghe nói pháp môn tịnh độ Nghe qua liền xúc động Toàn thân nổi gai ốc Thì phải nên biết Người này ở thời quá khứ Đã từng tu tập pháp môn này Này được nghe lại liền sanh tâm vui mừng Chánh niệm tu hành Chắc chắn được giảng sanh Hôm nay chúng ta may mắn Được thân người Lại được nghe pháp môn niệm Phật bản nguyện Hoàng nguyện môn Theo lời tổ sư Tông Tịnh Độ Tức là Đại sư Thiện Đạo vừa nói ở trên thì thật là khánh hành quyển duy thuyết niệm phật chỉ nói với chúng ta một chủ đề duy nhất là niệm phật chỉ cần chúng ta tin nhận di đà cứu độ chuyên xưng di đà phật danh nguyện sanh di đà tịnh độ thì chắc chắn chúng ta giảng sanh không những vĩnh viễn thoát khổ luân hồi sanh tử mà còn nương nguyện thứ 22 của phật a di đà độ khắp mười phương chúng sanh như thế là hành tự lợi, lời tha đầy đủ. Quyển Duy Thuyết Niệm Phật này được Pháp Sư Thích Tịnh Tông khai thị ở Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông vào năm 2002. Giảng giải tịnh Độ Tông lược yếu văn, chỉ ra Tông chỉ ba kinh nhất trí, đều chỉ nói chuyện niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được giảng sanh. Lời khai thị của Pháp Sư Thích Tịnh Tông trong quyển sách này hoàn toàn trung thực với tư tưởng tịnh độ của đại sư thiện đạo và lấy ba kinh tịnh độ kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ kinh a di đà làm y cứ phong cách như xưa kia đại sư thiện đạo ở tại thành trường an giáo hóa mọi người đương thời niệm phật nhận thấy sự lợi ích của tập sách này đối với các liên hữu việt nam hai sư cô diều nguyên và Diệu khuyên phát tâm chuyển từ nguyên tác qua ngữ sang việt ngữ với nhan đề chỉ nói niệm Phật để tiện cho việc phổ biến trong cộng đồng người Việt chúng ta. Bản dịch hoàn thành, hai sư cô là thành viên của trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang có trình lên cho tôi xem và xin lời giới thiệu. Tùy hỷ công đức hoằng pháp của hai sư cô. Tôi vui vẻ hứa khả viết dài hàng đặt ở đầu sách tạm gọi là lời giới thiệu. Tu viện Quê Quang, ngày Phật đản, Phật lịch 2562. Dân lịch 2018. Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Duyên khởi. Khi bạn niệm câu Nam mô A Di Đà Phật, chẳng phải là bạn đang được lòng từ bi của Đức Phật cảm động đến hay sao? Phật pháp vốn đặt tình thương sâu sắc lên làm đầu. Bởi Đức Phật thương chúng sanh còn hơn cha mẹ thương con Nhân quả nặng nề, lục đạo đáng sợ Khiến cho tâm chúng ta mong gấp rút thoát ra Giống như thoát khỏi đám lửa cháy Đâu biết rằng tâm của Đức Phật nôn nóng ân hận Vì không thể cùng một lúc tiếp độ mười phương chúng sanh Về thế giới cực lạc so với chúng ta còn hơn như thế Cho nên Pháp môn Tịnh Độ không đòi hỏi chúng ta Phải tu hành đạt đến cảnh giới nào đó Mới làm Đức Phật A-di-đà cảm động mà Ngài vì lòng từ bi thương xót Quyền chúng sanh xưng niệm danh hiệu Ngài Thì sẽ được Ngài nhiếp thủ cứu độ Mọi người ai cũng có thể xưng danh Ai cũng được cứu độ Vì vậy thế giới Tây Phương Cực Lạc Luôn rộng mở đối với mỗi chúng sanh chúng ta Bởi Pháp môn tịnh độ thu nhiếp mọi căn cơ Gồm thâu tất cả hàng lời căn, đồn căn Mọi người đều biết niệm Phật thì được giảng sanh nhưng khi đề cập đến việc hành trì Thì người ta rất dễ dàng diễn giải giáo pháp phù hợp với mọi căn cơ này Trở thành giáo pháp chỉ phù hợp với một căn cơ Chẳng hạn, họ cho rằng nếu không đạt đến nhất tâm bất loạn Thì không thể giảng sanh Không đoạn phiền não thì không thể giảng sanh Không tu các trợ hành thì không thể giảng sanh Hay lâm chung không chánh niệm thì không thể giảng sanh Dần dần Đã học Phật thì ai mà chẳng muốn đoạn trừ phiền não Ai chẳng muốn thanh tịnh tâm Nhưng vì căn cơ của chúng ta thực hành không nổi những hành tu Như nhất tâm bất loạn, đoạn trừ phiền não Chắc chắn chúng ta không thể đạt được Dần dà chúng ta bị hàng cuộc bởi những điều kiện này Nên việc giảng sanh dường như trở thành mờ mịt. Mỗi khi nghĩ đến việc lớn sanh tử Thì trong tâm lại thấp thỏm bất an Trong kinh vô lượng thọ Đức Phật nói Tính tâm quan hỷ Vui mừng tin ưa Còn chúng ta đã niệm Phật Mà trong tâm vẫn thấp thỏm bất an Thì chẳng phải là hoàn toàn trái ngược Với những lời trong kinh dạy sao Những câu nói như Tự tánh ghi đà Duy tâm tịnh độ Tâm tịnh thì quốc độ tịnh Nước tâm vẫn đục Thì mặt trăng Phật không thể hiển hiện dần dần Đây đều là những câu nói xuất phát từ lý luận cao siêu của các tôn phái khác khiến cho chúng ta cứ một mực lý giải về câu nhất tâm bất loạn trong kinh a di đà người niệm phật công phu phải đạt tới cảnh giới nhiếp tâm quy về một chỗ Giết trừ mọi vọng niệm như vậy pháp môn phương tiện lập tức giảng sanh trở thành khó khăn đạo dễ hành biến thành con đường hiểm trở cư sĩ hoàng niệm Tụ Đại sứ thiện đạo hoàn toàn đứng trên lập trường của tông tịnh độ. Ngài hệ thống toàn bộ những giáo lý tịnh độ của các vị tổ sư Long Thọ, Thế Thân, Đàm Loan, Đạo Sước, rồi sửa chữa, uốn nắn lại những cách giải thích sai lầm về tông tịnh độ của những vị tu hành thuộc các tông phái khác cho phù hợp với bản hoài và lời phó chúc của Đức Phật Thích Ca và Đức Phật A Di Đà. Tất cả thiền ác phạm phu đều có thể xưng danh hiệu Phật nhờ nguyện lực của Phật mà được giảng sanh về bảo độ. Niệm Phật là nương vào nguyện lực của Phật chứ không phải nhờ vào công phu của bản thân chúng ta. Lời khai thị của Pháp Sư Tịnh Tông hoàn toàn trung thực với tư tưởng của Đại sư Thiện Đạo. Ngài y cứ vào ba bộ kinh tịnh độ, chỉ chuyên nhất một mục tiêu, không theo các tông phái khác. Trong đây, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không chuộng nghĩa lý quyền diệu mà giản dị thân thiết đánh động lòng người đem danh hiệu a di đà phật để bên miệng mỗi Phàm phu trong đời ác ngũ trượt khuyên chúng ta quan hỷ tình ưa nhất hướng xưng niệm việc giảng sanh không có mảy may nào là nhờ sức của mình điều đó đã thực sự thể hiện được đặc điểm đơn giản quá dị hành quá quần chúng quá của tông Tịnh độ phong cách giáo hóa của đại sứ thiện đạo tại thành trường an trước đây cũng như vậy để các liên hữu có phương tiện học tập nghiên cứu chúng tôi ghi chép lại những lời khai thị của pháp sư tịnh tông thành bản thảo rồi gửi cho mọi người truyền nhau đọc các liên hữu đọc qua ai cũng sáng tỏ giống như được ngọn đèn soi sáng trong tâm thấu triệt được yếu chỉ của ba bộ kinh việc lớn của đời người cuối cùng đã có nơi nương tựa từ đó mọi người bắt đầu chân thật niệm phật không còn tự cao tự đại theo đuổi những điều diễn dông xa vời không còn đứng núi này trong núi nọ nghi ngờ dao động không còn tìm kiếm những điều mới lạ dẫn chứng phong phú đem các kinh điển bát nhã để lý giải về pháp môn tịnh độ nhằm an ủi tâm nghi ngờ lo sợ của mình trong số những người tu tịnh độ quả thật có những người niệm phật rất đáng quý họ không hiểu nhiều về giáo lý chỉ cho rằng có đức phật a di đà ở thế giới tây phương cực lạc rồi thật thà chất phát mà niệm một câu danh hiệu niệm bao nhiêu cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi có thể nói những người đó là bậc thượng thượng căn trong pháp môn tịnh độ mà đại sư ấn quang tán thán là ngu mà chẳng ai bằng thật sự rất ít người có thể so sánh được với họ thế nhưng nếu chúng ta không hiểu rõ đạo lý giảng sanh tịnh độ thì không có cách gì mà thật thà chất phát niệm phật được sẽ nảy sinh những mối nghi Mình niệm Phật liệu có giảng sanh được không? Tâm mình không thanh tịnh thì phải làm sao? Khi vọng niệm khởi thì phải làm thế nào? Mình tạo ác nghiệm như vậy không biết đến lúc lâm chung sẽ ra sao? Bắt đầu từ bây giờ, mong quý vị hãy từ bỏ những thành kiến của mình Dần theo lời khai thị sinh động Chất phát của Pháp Sư Tịnh Tông Thì mới có thể lĩnh hội được tư tưởng tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo và tiếp nhận được hồng ân từ bi của Đức Phật A Di Đà. Để thuận tiện cho việc dễ đọc, dễ nhớ và cũng để đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo liên hữu, chúng tôi sắp xếp lại những lời khai thị của pháp sư Tịnh Tông. Đồng thời thêm vào các bục nhỏ. Sau đó, căn cứ vào thứ tự và số lượng các bài giảng mà biên tập thành một bộ gồm ba quyển, lấy tựa đề là Tịnh Tông Pháp Sư Giảng Thoại Tập 1, 2, 3 để xuất bản rồi triển khai pháp nghĩa thứ tự trước sau đều ăn khớp với nhau Tập 1 Tịnh Tông Lược Giảng Nội dung gồm 4 bài khai thị của Pháp Sư Tịnh Tông ở thành phố Đại Liên năm 2001 Đại Ý Tông Tịnh Độ tiền Đạo Đại Sư Yếu Hoàng Dị Môn Phán Lược Giảng A-di-đà Kinh Lược Giảng Ấn Quang Đại sư Pháp Ngữ lược giảng Bài 1 nói về sự khác biệt giữa Thánh Đạo Môn và Tịnh Độ Môn Nhưng chú trọng ở Tịnh Độ Môn Bài 2 nói về sự khác biệt giữa Yếu Môn và Hoàng Nguyền trong Tịnh Độ Môn Nhưng chú trọng ở Hoàng Nguyện Môn Bài 3 nêu đặc điểm chủ yếu của Kinh A Di Đà Một trong ba bộ Kinh là chỗ y cứ chính của Pháp Môn Tịnh Độ Bài 4 tuyển chọn những lời dạy tinh yếu của đại sư ấn quang rồi giải thích nguyên do gọi pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt là bởi nhờ vào đại nguyện lực của đức phật a di đà và khuyên chúng sanh phát khởi tín nguyện cầu sanh cực lạc tập hai niệm phật thắng dị pháp sư khai thị ở thành phố đại liên cũng trong năm hai nghìn một giải thích lời tựa sách niệm phật cảm ứng lục nhấn mạnh pháp môn niệm Phật dễ hành mà lợi ích lại thù thắng. Tập 3. Duy thuyết niệm Phật Pháp sư khai thị ở Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông vào năm 2002 giải thích tịnh độ tông lược yếu văn nói về tông chỉ nhất quán của ba bộ kinh tịnh độ là ở chỗ chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì được giảng sanh. Biết được như vậy rồi phát tâm chuyên tu niệm Phật thì dẫu cho vàng con trâu cũng không thể kéo lại được việc giảng sanh tịnh độ như cầm chắc chiếc vé trong tay phật ân kính ghi lời tựa hy hi hữu khó được nam mô a di đà phật mời quý vị hãy để tay xuống nói chung tất cả chúng ta ở đây đều có duyên với nhau hơn nữa lại cùng có duyên với đức phật a di đà bản thân chúng ta tu học pháp môn tịnh độ thì mỗi người cũng phải có trách nhiệm hướng đến các liên hữu hướng đến số đông chúng sanh mà hoàn truyền pháp môn xưng niệm danh hiệu đức phật a di đà người xuất gia chúng ta thường hay gặp rất nhiều hoàn cảnh phải luôn canh cánh bên lòng mỗi khi nghĩ đến câu thân người khó được nay đã được phật pháp khó nghe nay đã được nghe hiện đời không nghĩ đến việc giải thoát thân này còn đợi đến khi nào một người từ chỗ không có tín ngưỡng đã dần dần có niềm tin và sự ngưỡng mộ đối với phật giáo từ chỗ chỉ chạy theo phước báo thế gian đã biết tìm cầu sự giải thoát xuất thế gian trong khi tìm cầu giải thoát xuất thế gian chỉ tuyển chọn một môn tịnh độ cầu sanh tây phương cực lạc đây quả là điều vô cùng thù thắng hy hữu khó được chúng ta thường để lãng phí rất nhiều sức lực nếu giúp cho một người tin rằng đời người là vô thường thì người ấy có thể niệm một câu nam mô a di đà phật và tin lời dạy của đức phật là giáo pháp chân thật vô cùng dễ dàng chúng ta đều có may mắn được thân người được nghe phật pháp biết cầu sanh tịnh độ có thể nói không phải là người đã từng ở chỗ ba bốn năm đức phật cho đến ở chỗ vô lượng trăm nghìn dạng ức đức phật trong các thiện căn mà có thể tin nhận pháp môn di diệu thù thắng này rồi chân thật niệm phật cầu sanh cực lạc thì quả là điều vô cùng đáng mừng chưa trừ bỏ được tâm nghi ngờ giáo pháp tịnh độ rất đơn giản và dễ hiểu bất cứ người nào cũng đều biết niệm phật thì được giảng sanh nhưng người thật sự tin rằng niệm phật chắc chắn được giảng sanh thì không nhiều ngay như bản thân của chúng ta cũng vậy chúng ta hướng về tịnh độ mong muốn được sanh về cõi nước thanh tịnh này thế nhưng tuy chúng ta xưng niệm nam mô a di đà phật mà trong tâm ít nhiều đều đã từng một lần mang mối nghi ngờ chưa trừ bỏ được chẳng hạn cho rằng mình xưng niệm câu nam mô a di đà phật nhưng trong tâm chẳng thanh tịnh nghiệp tội đã tạo trong một đời không phải là ít mình cũng chẳng có khả năng trì giới trí tuệ cũng chưa phát khi lâm chung chẳng biết có giữ được chút chánh niệm nào không căn cơ mình thấp kém hạ liệt như vậy liệu có giảng sanh được hay không chúng ta phải giải quyết hết những mối nghi ngờ này thì mới được an tâm từ đó dũng mãnh đi thẳng trên con đường lớn niệm phật giảng sanh thì tâm sẽ không còn chướng ngại đây chính là vấn đề mà hiện tại tôi và các bạn phải cùng nhau giải quyết vấn đề căn cơ chúng ta đã có được một số tư liệu thì phải y cứ vào lời giải thích trong các tư liệu đó mà tu hành như trên đã nói tôi muốn đề cập đến vấn đề căn cơ là để giúp quý vị hiểu rõ về chính mình đồng thời cũng giúp tôi hiểu được tình hình tu học của quý vị trước hết xin hỏi có phải tất cả quý vị ở đây đều tu học pháp môn tịnh độ không ý tôi muốn nói là quý vị có chuyên tu niệm phật không mà cụ thể là có hoàn toàn chuyên nhất niệm phật hay không sở dĩ tôi đề cập đến vấn đề này là vì có liên quan đến phương diện giáo lý chúng ta tu học pháp môn tịnh độ vậy xin hỏi quý vị có biết vị tổ sư nào trước kia đã tách pháp môn tịnh độ đứng độc lập với tám dạng bốn nghìn pháp môn trong Phật giáo trở thành pháp môn đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đối với thời đại sau này không? Đại sư Thiện Đạo Đại sư Ấn Quang hay Đại sư Ngẫu Ích Chúng ta đều không quan tâm đây chỉ là vấn đề tôi tự đặt ra mà thôi Thứ hai Chúng ta tu học pháp môn tịnh độ Vậy mọi người đã từng nghe nói đến Chánh hạnh và tạp hạnh Hay chuyên tu và tạp tu chưa? Nghe nói qua Nghĩa là vị tổ sư nào Đã phán định đến việc chuyên tu và tạp tu? Câu Người chuyên tu niệm Phật Thì trăm người tu trăm người giảng sanh Người tu tạp hạnh Thì trăm nghìn người khó có được Năm ba người giảng sanh Là vị tổ sư nào nói? Dân dân Xem ra mặc dù chúng ta tu học pháp môn tịnh độ nhưng không được mấy ai chịu tìm hiểu đầu nguồn cũng chẳng biết nền tảng và chỗ y cứ của pháp môn tịnh độ đầu nguồn thanh tịnh dĩ nhiên chúng ta không nhất định phải biết đích xác là vị tổ sư nào nhưng cái gì mà chẳng có đầu nguồn bởi trước kia khi các tổ sư sáng lập ra pháp môn tịnh độ đều có quy củ nhất định các ngài không bao giờ nói tùy tiện chẳng hạn xây một căn nhà trước tiên chúng ta phải xây chân móng cho thật vững chắc nhờ đó mới có thể xây gạch ngói lên trên rồi cất thành các tầng lầu kiên cố nếu ngay cả nền móng mà chúng ta cũng chẳng biết đặt để ở đâu rồi xây một cách tùy tiện thì các tầng lầu của căn nhà này có vững chắc không không cũng vậy nếu chúng ta biết vị tổ sư nào sáng lập ra pháp môn tịnh độ đồng thời nắm rõ được đường lối của pháp môn này ra sao rồi cứ dựa theo đường lối ấy mà đi thì nhất định đúng đắn có nhiều người cùng tu học pháp môn tịnh độ hoặc có liên hữu học với tôi hoặc có người biết qua sách vở hoặc nghe qua băng đĩa nghe cũng nhiều mà đọc cũng lắm nhưng đối với nền tảng của tông tịnh độ thì họ hoàn toàn mơ hồ giống như nói dò nguồn thì biết được dòng nước phải có nguồn nếu không biết rõ nguồn nước mà tùy tiện lấy gáo múc thì có đảm bảo gáo nước đó là nước trong hay không không chắc hay gáo nước đó là nước ô nhiễm chỉ có tìm ra nơi đầu nguồn của nó là nguồn suối trong trên núi chúng ta múc nước này thì mới có thể đảm bảo đó là nước không ô nhiễm trong sạch và ngọt mát cũng vậy nếu chúng ta tu học pháp môn tịnh độ mà không nghiên cứu kỹ lưỡng về đầu nguồn của pháp môn lại nghe người ta nói mỗi người nói một kiểu pha trộn các kiến giải cá nhân họ vào thì giáo pháp mà chúng ta lĩnh hội được là không thanh tịnh việc tu học sẽ khó tránh khỏi những sai lầm hiện tại chúng ta y cứ vào tịnh độ tông lược yếu văn làm nền tảng xem đó là đầu nguồn của tông tịnh độ, đồng thời cũng giúp cho chúng ta hiểu rõ về lợi ích của tông phái mà mình đang tu tập. Giải thích tiêu đề và thứ tự Tịnh độ tông lược yếu văn được xếp vào Đại Chánh Tạng, quyển 83. Trước tiên giải thích về tiêu đề Tịnh độ chính là cõi nước thanh tịnh mà chư Phật và Bồ Tát cư trú do tịnh nghiệp của các ngài chiêu cảm ra. Còn nơi chúng ta ở là thế giới ta bà nhiễm ô, gọi là uế độ. Trong tông tịnh độ của chúng ta ở đây, nói đến tịnh độ không phải là chỉ cho thế giới của các đức Phật ở phương khác, mà đặc biệt là chỉ cho thế giới cực lạc ở phương Tây. Tông ở đây ý nói là đã trở thành một tông phái, thì nhất định phải có tổ sư truyền thừa có kinh điển y cứ chính thức, có hệ thống phán giáo và có phương pháp tu hành đặc thù riêng biệt. Trong lược yếu văn đã dạy rất rõ ràng, sau đây sẽ trình bày cụ thể. Pháp môn niệm Phật của Tông Tịnh Độ là pháp môn xưng niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà ở thế giới Tây Phương cực lạc và tu hành các thiện pháp trong Phật giáo để hồi hướng nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà mà được giảng sanh về thế giới cực lạc để thành Phật. Tông tịnh độ là một trong tám tông phái lớn của Phật giáo Trung Quốc, là pháp môn phổ cập nhất, dễ dàng nhất và thù thắng nhất. Có lẽ cần phải nhấn mạnh thêm rằng đây cũng là một pháp môn rất dễ bị lẫn lộn. Lược yếu văn Lược là tóm tắt những đặc điểm chính Yếu là tinh yếu Văn là văn kinh Vì sao gọi là lược yếu văn? Vì có liên quan đến kinh điển tịnh độ Các tác phẩm nghiên cứu giải thích về pháp môn tịnh độ rất nhiều và cũng rất rộng Luận sớ cũng rất phức tạp Một mặt nói lên sự uyên thâm, phong phú của pháp môn này Nhưng mặt khác cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều bất tiện trong việc tu học Thứ nhất, chúng ta không đủ thời gian và trí tuệ để đem tất cả kinh điển có liên quan đến pháp môn Tịnh độ ra nghiên cứu. Thậm chí nhiều người cũng chẳng có khả năng để đọc qua một lần. Thứ hai, cho dù bạn có cơ hội đọc vài ba bộ sách, nhưng dựa vào trí tuệ của chúng ta thì cũng khó mà tìm ra được đại ý và tông chỉ của các bộ sách đó. Thậm chí có người đọc xong một tác phẩm, bạn hỏi họ, "Này anh bạn, quyển sách đó nói về vấn đề gì vậy anh ta cũng chẳng biết nếu gặp tác phẩm dài một chút thì lại càng không biết bởi trí tuệ nông cạn nên không thể nắm bắt được tông chỉ của tác phẩm có câu nói trăm khoanh vẫn quanh một đốm một bộ kinh có rất nhiều văn tự nhưng chỉ có một tông chỉ tông chỉ này là bất biến tất cả chữ nghĩa trong kinh đều từ tông chỉ này mà triển khai ra giống như một cây cổ thụ thì phần gốc rễ là tông chỉ của nó tuy có rất nhiều cành lá hoa quả nhưng nếu có được phần gốc thì bạn sẽ sở hữu toàn bộ cái cây, cây bằng không thì chỉ là được ít mất nhiều rất nhiều người tu học bị rơi vào tình trạng được ít mất nhiều như thế do mãi tầm chương trích cú mà quên mất tông chỉ bị lá cây che mắt nên chẳng nhìn thấy thái sơn huống chi người không cùng lập trường không cùng quan điểm không cùng lý tưởng giải thoát có khi còn nảy sinh mâu thuẫn với nhau kinh luận mênh mông như thế làm sao để nắm bắt được chỗ trọng yếu từ rất nhiều văn kinh tổ sư đã lựa chọn những phần tinh yếu trong các chương rồi tập hợp lại, gọi là lược yếu văn. Đó cũng chính là bốn trang giấy mà chúng ta đang cầm trong tay. Trong Đại Chánh Tạng chỉ có hai trang rất ngắn gọn. Ai cũng có thể đọc hết, mà ý nghĩa lại rất rõ ràng và dễ hiểu, khiến cho chúng ta một khi xem qua là nắm được chỗ trọng yếu, cho nên gọi là lược yếu văn. Như thế là việc tu học của chúng ta đã có rất nhiều thuận tiện tịnh độ tông lược yếu văn Tổng cộng tuyển chọn ra 17 chương Đây quả thật là trăm muôn chọn một Vì sao văn kinh rất nhiều mà chỉ chọn lấy 17 chương? Qua đầy đủ biết rằng 17 chương này rất quan trọng Như đã nói, việc thành lập một tông phái Nhất định phải có kinh điển y cứ chính thức Có tổ sư truyền thừa và có hệ thống phán giáo vân vân 17 chương này trích dẫn lời của ba vị tổ sư truyền thừa tông tịnh độ là các ngài Đạo Xước, Thiện Đạo, Pháp Chiếu. Đặc biệt, Đại sư Thiện Đạo lại là vị tổ khai tông của tông tịnh độ. Lời của ngài đều trích dẫn từ Kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Phật Thuyết A-di-đà. Ba bộ kinh này là y cứ chánh của tông tịnh độ. Trong tông Tịnh Độ lược yếu văn, chương thứ nhất phán định thánh đạo môn và Tịnh Độ môn. Chương thứ hai bản ý xuất thế là phán giáo của tông Tịnh Độ. Chương thứ ba, chương thứ tư là hành phán của tông Tịnh Độ. Vì vậy, đã khiến cho việc thành lập tông Tịnh Độ trở nên siêu diệt Cũng có thể xem 17 chương này như là một lá bùa của tác phẩm. Bởi về phương diện giáo lý thì không phức tạp rườm rà. Hơn nữa, lợi ích và phương pháp tu hành lại rất rõ ràng. 17 chương này, từ chương thứ nhất đến chương thứ 17, đều có thứ tự nhất định. Trước tiên xin tóm tắt sơ lược như sau. Muốn học Pháp môn tình độ, trước hết phải biết được sự khác biệt giữa Thánh Đạo Môn và tình độ môn thì mới có thể chọn được cửa mà vào. Nên chương phán định Thánh Đạo Môn và tình độ môn được đặt lên đầu tiên đức phật tuy nói hai môn thánh đạo và tịnh độ nhưng chẳng phải để đánh đồng như nhau mà bản ý của ngài chỉ nói một môn tịnh độ cho nên chương bản ý xuất thế được đặt thứ hai hai chương này là nói về giáo phán tông tịnh độ mục đích để khuyên chúng ta buông bỏ thánh đạo môn quay về tịnh độ môn đã quay về tịnh độ môn thì phải biết phương pháp tu hành của tịnh độ môn cho nên sao giáo phán là hành phán chương thứ ba chánh hành và tạp hành chương thứ tư sự được mất của chánh hành và tạp hành mục đích là khi chúng ta bỏ tạp hành quay về chánh hành bốn chương trên đây là tổ sư phán định còn thế nào gọi là y cứ vào kinh phật tiếp theo từ chương thứ năm đến chương thứ mười bốn tổng cộng gồm mười chương trích dẫn ba bộ kinh là y cứ chính của tông tịnh độ trong đó chương thứ năm dẫn lời giải thích của đại sư thiện đạo nói tổng quát về tông chỉ nhất quán của ba bộ kinh ba bộ kinh tịnh độ chỉ nói chuyên niệm danh hiệu đức phật a di đà thì được giảng sanh chương thứ sáu chương thứ bảy chương thứ tám trích dẫn kinh vô lượng thọ và lời giải thích của đại sư thiện đạo nói tông chỉ của kinh vô lượng thọ là chỉ nói chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Thì được giảng sanh Chương thứ 9, chương thứ 10 và chương thứ 11 Trích dẫn Kinh A-di-đà Và lời giải thích của Đại sư Thiện Đạo Nói tông chỉ của Kinh A-di-đà Cũng là chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà Thì được giảng sanh Chương thứ 12, chương thứ 13 và chương thứ 14 Trích dẫn Quán Kinh và lời giải thích của Đại sư Thiện Đạo Nói tông chỉ của Quán Kinh cũng là chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì được giảng sanh. Có thể thấy chương thứ năm là nói tổng quát, từ chương thứ sáu đến chương thứ mười bốn là triển khai nội dung và thứ tự của chương thứ năm. Đầu tiên là kinh vô lượng thọ, kế đến là kinh A Di Đà, sau cùng là quán kinh. Trong ba bộ kinh, mỗi chương cũng đều căn cứ vào nguồn gốc của từng bộ kinh mà sắp xếp theo thứ tự trước sau phần trên đã nói tường tận về giáo lý của tông tịnh độ phần dưới sẽ hướng dẫn chúng ta phương pháp hành trì để được an tâm trong đó chương thứ mười lăm đầy đủ ba tâm trích dẫn lời giải thích về ba tâm trong quán kinh của đại sư thiện đạo chỉ chú trọng về phương diện an tâm chương thứ mười bảy thời gian tu tịnh nghiệp cũng là lời của đại sư thiện đạo nói phải tu hành suốt đời trước đó chương thứ mười sáu trích dẫn lời kệ giải thích về bản nguyện di đà của đại sư pháp chiếu cũng tiếp nối nghĩa của các chương trên để nói dựa vào ba tâm để nói hồi tâm dựa vào niệm phật nhiều để nói thời gian tu hành tịnh nghiệp là phải suốt đời chuyên tu niệm phật đồng thời tổng kết lại các văn trên là một lần nữa chỉ dạy về bản nguyện di đà 17 chương này là căn cứ vào kinh điển để nói chỉ tuyển chọn ba bộ kinh làm y cứ chính đó là kinh vô lượng thọ quán kinh và kinh a di đà y theo tổ sư truyền thừa chỉ tuyển chọn trích dẫn lời của ba vị một chương trích lời của đại sư đạo xước một chương trích lời của đại sư pháp chiếu còn lời của đại sư thiện đạo chiếm tới mười lăm chương hoàn toàn dẫn lời của ngài để giải thích về ba bộ kinh tịnh độ mà không lấy một lời nào khác chủ trương chuyên y cứ vào tư tưởng của đại sư thiện đạo một lần nữa lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết